ơi, cho con hỏi á, là cái xe của mình á, mình mở được bao lâu rồi cô ha? Được mười mấy năm rồi em. Dạ. Cái này là bột dừa, bột gạo và khoai môn. Bột khoai môn ạ? Bột gạo với khoai môn trộn với nhau. Cô mai mình rưới lên trên. Dạ. Mình rải đều lên trên. Khi mình chiên xong mình rải lên trên. Dạ. Chị chiên bột này thì chị thấy các bạn ăn rất là ngon. Thích hả? Thích, không có thấy ngán. Tại khi chiên là mình chắc dầu ra hết rồi. Dạ. I can carry all that you've got. Two heavy hearts is not a lie. I will put out all of the fire. We stumble and fall. Anh là một phần bột chiên lòng đào, thế còn của em là gì? Em là trứng chín. À. Ai mà ăn trứng lòng đào á thì nhớ nói với cô là ăn lòng đào để mà cô chiên lòng đào nha. Ừ. Anh khá là ấn tượng với cái đồ chua và đu đủ ở đây. Hay cô bảo rất là mỏng và kỳ giòn luôn. Ừ, đúng rồi, rất là giòn. Mà anh nghĩ làm một cái món mà chiên dầu như này thì ăn cùng với đồ chua sẽ rất là hợp lý. Anh thấy là nếu mà bột mà lại còn có khoai môn nữa thì khi mình ăn nó sẽ không bị ngấy. Khi mà cô chiên nó gần chín á thì cô sẽ cho một cái lớp phô mai lên trên nó nhưng mà vẫn giữ được cái mùi phô mai nhưng mà hoàn toàn nó không có bị béo ngậy. Anh là một người ăn cái bột này rất khó tính, tại vì anh không thích cái bột mà nó mềm á, em biết không? Tại cái món này mà khi mà mình cho nước mắm vào nó dễ rất dễ đúng là rồi. Bị kiểu nhão nhão ra. Đặc biệt là khi mà cô làm á thì sau khi mình cho nước mắm vào rồi thì cái miếng bột này nó vẫn giữ được độ giòn. Một phần á là do cô thay đổi dầu liên tục, mọi người cô không có chiên dầu cũ cho nên đúng là à. Cái bột nó vẫn giữ độ giòn nha, còn cái phần trứng á nó không có bị đen á. Anh thấy là anh rất ấn tượng với cả cái nước tương mà cô pha để mình ăn cùng với bột chiên. Tại vì mặc dù là nhìn màu khá là đậm nhưng mà lại không hề mặn, đúng không? Và khi mà mình chan vào đây thì nó hòa cùng với cả bột này, với cả trứng này, với cả đồ chua này, hành này, mọi thứ tạo nên một món ăn rất là tuyệt vời. Anh nghĩ là đây sẽ là một cái món ăn mà mọi người nên ghé trong cái mùa hè này. Nó vừa nhẹ nhàng và nó cũng không quá nặng nề. Mọi người ơi, khoảng vào tầm từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều đổ đi thì quán cô sẽ khá là đông. Tại vì mọi người cũng biết là quán của cô bán đồ ăn rất là ngon nên là mọi người thường tìm đến để ăn. Cho nên là ai mà muốn ăn ngồi không gian thoải mái hơn thì có thể đến sớm hơn, trước 3-4 giờ. Và cái tầm giờ đó thì mọi người đến đây cũng có thể để xe rất là rộng rãi. Và địa chỉ của quán bột chiên Bà Tư là ở 107 Nguyễn Văn Thủ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy cùng đến địa chỉ này để thưởng thức một món ăn mà mình được đánh giá là một trong những món ăn khá là ngon và ấn tượng. Xin chào. Bye. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.